Trên thế giới, thợ máy bị hút vào động cơ Boeing tử vong. NATO sẽ gửi hàng chục hệ thống phòng không cho Kiev. Ông Trump đưa ra dự đoán về chiến dịch của ông Biden. Lũ lụt khiến hơn 40.000 người Bangladesh phải ly tán. Tại Việt Nam, Hà Giang mưa lớn lịch sử, người dân kéo nhau chạy lũ. Ninh Bình, chơi gần ao, ba anh em đuối nước tử vong. Cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai trở lại ngành y như lời hứa trước thi hành án. Hà Nam, nghịch lý, người dân chỉ dám dùng nước sạch để tắm giặt. Hà Tĩnh, xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm bạch hầu. Trung tâm thương mại Bixi bốc cháy sau một ngày diễn tập. Chào mừng quý vị đến với chương trình tối nay ngày 10 tháng 7 trên kênh Khỏe Tự nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là thông tin, thợ máy bị hút vào động cơ Boeing tử vong. Vào ngày 10 tháng 7, sau khi kết thúc một chuyến bay nội địa, chiếc Boeing 737-500, 26 năm tuổi của hãng hàng không Iran, đỗ tại thủ đô Tehran, bắt đầu bảo trì định kỳ bởi người thợ máy tên là Amiri. Thật không may, một loạt sai lầm đã xảy ra. Đầu tiên là tổ động cơ bên phải thân máy bay được khởi động để kiểm tra, trong khi nắp đậy an toàn chưa được đóng lại để tránh cát đá, vật thể khác hoặc là con người bị hút vào động cơ. Theo yêu cầu kỹ thuật khi bảo dưỡng, khu vực cấm lại gần đã được thiết lập xung quanh động cơ này, nhưng người thợ máy đã để quên một vận dụng trên động cơ, thế là anh quay lại và bị hút vào động cơ phản lực. Dù lực lượng cứu hỏa sân bay đã nhanh chóng có mặt, động cơ này nhanh chóng bốc cháy và người thợ máy không có cơ hội thoát khỏi. NATO sẽ gửi hàng chục hệ thống phòng không cho Kiev. Trong phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào ngày 9 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo khoản tài trợ mang tính lịch sử về thiết bị phòng không cho Ukraine. Hoa Kỳ và ít nhất 9 quốc gia thành viên của khối đã đồng ý cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không trong vài tháng tới. Đây được xem là khoản đóng góp quân sự chung, bao gồm ít nhất 4 tổ hợp tên lửa Patriot và là một phần trong nỗ lực của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine củng cố hệ thống phòng không. Trước đó, trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói rõ rằng phòng không vẫn là yêu cầu chính của đất nước và ông đã nhiều lần yêu cầu có thêm hệ thống Patriot để chống lại các cuộc tấn công của Nga. Tiếp theo là thông tin, ông Trump đưa ra dự đoán về chiến dịch của ông Biden. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News ngày 8 tháng 7, ông Trump dự đoán rằng ông Biden sẽ chịu được áp lực trước những lời ép từ chức và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không muốn từ chức, rất có thể sẽ tiếp tục trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Theo ông Trump, Đảng Dân Chủ sẽ khó để buộc ông Biden từ chức vì ông Biden đã giành được sự ủng hộ của gần 99% đại biểu Dân Chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ. Chiến thắng này trao cho Tổng thống rất nhiều quyền lực. Trong 2 tuần kể từ sau cuộc tranh luận với ông Biden, ông Trump hạn chế xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông tự do đăng các bài báo đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần của ông Biden. Ông Trump cho hay, có vẻ như ông ấy rất có thể sẽ tiếp tục tại vị vì có cái tôi lớn và không muốn từ chức. Đây không hẳn là điều tích cực đối với Hoa Kỳ. Nếu Đảng Dân Chủ thật sự loại ông Biden, ông Trump có thể sẽ phải đối mặt với Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Lũ lụt khiến hơn 40.000 người Bangladesh phải ly tán. Hôm qua ngày 9 tháng 7, Bộ Cứu trợ Thiên tai Bangladesh cho biết lũ lụt đã khiến đường phố biến thành sông, gây hư hại cầu đường và vỡ đập thủy điện nhỏ. Lũ lụt đã cuốn trôi nhà cửa, đóng cửa trường học, khiến hàng trăm nghìn người phải di rời và khoảng hơn 40.000 người đang ở nơi trú ẩn của chính phủ. Hơn 600 đội y tế đã được thành lập để điều trị cho các nạn nhân. Dự báo sẽ có thêm nhiều trận mưa lớn trong vài ngày tới khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bộ này cho hay người dân Bangladesh đã quen với lũ lụt nhưng nước sông dâng cao và nhanh chóng ở những vùng trũng thấp đến mức người dân buộc phải trú ẩn trên bất cứ thứ gì, ngay cả trên bè làm bằng thân chuối. Vì mưa lớn xảy ra ở vùng thượng nguồn Ấn Độ có nghĩa là nỗi đau khổ bao năm vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp để đối phó với tình hình. Mùa gió hè từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm mang lại cho các nước khu vực Nam Á 70-80% lượng mưa, nhưng đồng thời gây ra lũ lụt và các vụ sạt lở đất nguy hiểm đến người dân và hủy hoại cơ sở hạ tầng. Cho đến nay, lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người ở Bangladesh. Tiếp theo mời quý vị chuyển qua phần tin tại Việt Nam. Hà Giang mưa lớn lịch sử, người dân kéo nhau chạy lũ. Ngày hôm qua ngày 9 tháng 7, nhiều huyện của Hà Giang mưa liên tục,
Cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa trong 12 giờ tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang là 500mm, lớn nhất từ đầu năm. Huyện Quang Bình là gần 350mm, huyện Hoàng Su Phì là 200mm. Nước dâng cao lũ về trong đêm, người dân hô hoán nhau di tản đồ đạc lên cao, nhưng đều nơm nớp sợ sạt lở, lũ quét ập đến. Đường vào 8 thôn với hơn 520 hộ của xã Tân Lập bị cô lập, xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, nhiều đoạn nước chảy thành suối. Một tháng qua, Hà Giang trải qua 3 đợt lũ, đợt thứ nhất vào ngày 10 tháng 6 khiến 3 người thiệt mạng, hơn 1.200 nhà bị nước lũ tràn vào, 220 hecta lúa, hoa màu bị ngập úng. Các quốc lộ, đường liên xã, liên thôn bị sạt lở gần 18.000 mét khối đất đá bê tông. Đợt thứ hai cách đây một tuần khiến 2 người chết, một cây cầu bị sập, nhiều đoạn đường bị chia cắt. Riêng trong đợt này, cho đến 11 giờ sáng nay, mưa lũ làm 7 nhà bị hư hại tại huyện Hoàng Su Phì, 5 nhà phải di rời, gần 160 hecta hoa màu bị ngập. Quốc lộ 34 và một số tuyến huyện lộ liên xã bị sạt lở, thiệt hại kinh tế khoảng 5 tỷ đồng. Ninh Bình, chơi gần ao, ba anh em đuối nước tử vong. Sự việc xảy ra tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Chiều ngày 9 tháng 7, sau khi từ lớp học mầm non về nhà, ba em bé gồm một cặp sinh đôi 4 tuổi và em họ 3 tuổi đã rủ nhau chơi ở nhà bà ngoại. Các bé sa chân xuống ao nhà hàng xóm nhưng không ai phát hiện. Chập tối không tìm thấy các cháu, trông thấy quả bóng các bé thường chơi đùa nổi dưới ao, bố các bé lội xuống mò tìm, vớt được thi thể các con. Cơ quan chức năng nhận định có thể trong lúc các bé tìm cách vớt bóng mà không may gặp nạn. Cũng trong cùng ngày hôm qua, một vụ đuối nước thương tâm khác đã xảy ra tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trong lúc chơi gần hồ tưới cà phê nhà hàng xóm, hai chị em 5 tuổi và 8 tuổi không may trượt chân rơi xuống hồ. Một lúc lâu không thấy các con, bố mẹ đi tìm thì phát hiện hai bé đã tử vong. Thưa quý vị, thời gian qua thì liên tiếp nhiều vụ đuối nước đã xảy ra với các em nhỏ. Nguyên nhân thời điểm này các em đang được nghỉ học nên có nhiều thời gian thoải mái vui chơi hơn. Vậy nên các bậc phụ huynh cần chú ý đến các con nhiều hơn, tập cho các con kỹ năng cần thiết như tập bơi và hướng dẫn các con tránh xa những nơi vui chơi gần ao, hồ, sông và suối để không còn những sự việc đau lòng như vậy xảy ra. Cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai trở lại ngành y như lời hứa trước thi hành án. Ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai, sau khi chấp hành án đã xin thực hành tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội để được xin cấp giấy phép hành nghề. Thông tin này được lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị xác nhận. Theo quy định, vị cựu giám đốc này phải thực hành trong vòng 12 tháng để làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mới. Khi đáp ứng đủ quy định về khám chữa bệnh, giáo sư Tuấn có thể trở lại khám chữa bệnh cho người dân. Trước đó vào tháng 4 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Quang Tuấn là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ tim mạch 3 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thấp hơn mức đề nghị 4 đến 5 năm của đại diện Viện Kiểm sát. Ông Tuấn không bị cấm đảm nhiệm chức vụ hay là cấm hành nghề sau khi chấp hành xong bản án. Hội đồng xét xử khi đó cũng nhận định vi phạm của ông Tuấn không liên quan đến chuyên môn ngành y mà chỉ trong phạm vi quản lý nhà nước. Đây là tình tiết giảm nhẹ đáng kể để ông có thể sớm trở về với cộng đồng, tiếp tục đóng góp. Trước khi làm giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông từng là giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nội tim mạch, nhiều đóng góp về công tác chuyên môn trong khám chữa bệnh, đặc biệt trong đại dịch COVID-19, và là bác sĩ được nhiều người dân khen ngợi. Hà Nam, nghịch lý, người dân chỉ dám dùng nước sạch để tắm giặt. Mặc dù được cấp nước sạch nhiều năm nay, nhưng đa số người dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam không sử dụng để ăn uống mà chỉ để tắm và giặt. Nguyên nhân được cho là do người dân liên tiếp phát hiện nước có màu bất thường và xuất hiện run đỏ khi sử dụng. Người dân cho hay, dù đã dùng rất nhiều khăn lọc bịt đầu vòi, nhưng nước xả ra vẫn đen bẩn. Và thêm rằng, từ khi nhà máy nước sạch Đồng Du cấp nước, người dân chỉ được dùng nước sạch năm đầu tiên, đúng nghĩa là nước sạch. Chủ tịch xã Đồn Xá thông tin có khoảng 2.000 hộ dân dùng nước sạch được cấp từ nhà máy nước sạch Đồng Du với giá khoảng 7.000 đồng một mét khối. Tuy nhiên thì đa số các hộ dân và chính ông chỉ sử dụng nước sạch để tắm giặt, ít sử dụng để ăn uống. Ngoài ra ông cũng tỏ ra lo lắng khi đọc được thông tin người dân tự đi xét nghiệm nước và phát hiện nhiễm NO2 vượt quy chuẩn gấp 3 lần. Hà Tĩnh xuất hiện ca bệnh nghi nhiễm bạch hầu. Vào sáng nay ngày 10 tháng 7, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa tiếp nhận một ca bệnh là nam giới, 56 tuổi, nghi nhiễm bạch hầu. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân từ Đắk Lắk về quê cách đây 5 ngày, 4 ngày nay xuất hiện đau rát họng, đau cổ, ngứa niêm mạc mắt, không sốt, không nôn. Tuy nhiên khi thăm khám tại bệnh viện được nội soi tai mũi họng,
kết quả niêm mạc họng có giả mạc màu nâu, bám dính, dễ chảy máu, không gây chèn đường thở, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bạch hầu. Hiện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã khoanh vùng, đồng thời giới thiệu cho bệnh nhân chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm khẳng định bệnh và điều trị. Theo điều tra dịch tễ, khoảng 20 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Những người này được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với người khác đến khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm. Bixi Thăng Long bốc cháy sau một ngày diễn tập. Trưa nay ngày 10 tháng 7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trung tâm thương mại tầng 2 Bixi Thăng Long trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lửa bắt đầu từ quầy giày dép ở tầng 1, nghe tiếng loa thông báo cháy, hàng trăm nhân viên và hành khách chạy ào ra ngoài. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã vào dập tắt đám cháy sau vài phút, đồng thời gọi báo cháy. Hỏa hoạn được dập tắt từ trước, song bên trong còn nhiều khói, cảnh sát phải sử dụng máy hút khói chuyên dụng để đẩy khói ra ngoài. Doanh nghiệp quản lý cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người, toàn bộ Bixi Thăng Long hiện cắt điện, nhân viên được nghỉ buổi chiều, hai cổng đều có người đứng hướng dẫn khách hàng ra về, nguyên nhân cháy đang được điều tra. Trung tâm thương mại Bixi Thăng Long là một trong những siêu thị bán lẻ lớn nhất Việt Nam với diện tích là 12.000 m2, tổng đầu tư là 12 triệu đô la Mỹ. Tầng 2 là siêu thị Bixi, tầng 1 là 100 cửa hiệu bán các nhãn hiệu nổi tiếng. Một ngày trước đó thì Bixi Thăng Long đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.